chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của S News vào ngày 19 tháng 3. Và không biết là trong ngày hôm nay đã có những tin tức gì nổi bật. Ngay bây giờ hãy cùng chúng mình cập nhật qua bản tin sau đây nhé. Một người phụ nữ qua đời sau vài ngày dương tính với Covid-19 mặc dù đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thông tin này thì đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy vô cùng lo lắng. Mới đây, gia đình của cô gái này đã lên tiếng về nguyên nhân dẫn đến tử vong của con gái mình. Mới đây, một người phụ nữ có tên là DN sinh năm 1984 đã qua đời chỉ sau vài ngày dương tính với Covid-19 mặc dù đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Trước đó, cách đây ít hôm, vào ngày 15 tháng 3 thì chị DN có đăng tải một dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân của mình nhằm mục đích cảnh báo mọi người thật cẩn thận đề phòng với dịch bệnh Covid-19. Dòng trạng thái có nội dung chia sẻ như sau: "Đừng ai nói bất tử, em đang sắp chết đây, không đi được, đứng lên là ngã, đau tim, đau phổi, hẹn tất cả các khách khi em hòa nhập cộng đồng lại nhé." Tuy nhiên, theo những chia sẻ từ phía bạn bè và người thân, kể từ 4 tiếng sau khi đăng tải dòng trạng thái này, chị DN đã không qua khỏi với bệnh tình. Cũng theo những lời kể từ bạn bè chị DN, mọi người cho biết chị đã dương tính với Covid-19 trước đó vài ngày và phải tạm dừng công việc buôn bán để nhập viện theo tình trạng sức khỏe. Trước sự ra đi bất ngờ của chị DN, nhiều bạn bè người thân đã không thể tin đó là sự thật. Nhiều người đã vào trang Facebook cá nhân của chị để lại những bình luận thương tiếc, xót xa, đưa tiễn chị lần cuối. Mới đây, phía gia đình của chị DN đã có bài đăng mới nhất trên trang Facebook cá nhân để chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đột ngột của chị DN. Theo đó, gia đình cho biết, bên cạnh việc mắc Covid-19 thì bệnh nền chính là yếu tố tác động làm bệnh tình nạn nhân chuyển biến nặng và dẫn đến tử vong. Được biết, chị DN có bệnh nền là tai biến mạch máu não và tiểu đường nhẹ, chưa từng bị bệnh tim. Có lẽ chủng mới Covid-19 còn nhiều bí ẩn và biến chứng không thể bất ngờ. Được biết, ở nhà chị DN còn có các con nhỏ, chị là một người hiền lành, chịu khó và được rất nhiều bạn bè yêu thương và quý mến. Các bạn thân mến, hiện tại tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ không chủ quan lơ là mà sẽ luôn thật cẩn thận, giữ sức khỏe cho bản thân cũng như là những người xung quanh để tránh những hậu quả sau này. Chúng mình là S News, cảm ơn các bạn đã theo dõi thông tin này.